Sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam và Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2021, ngành nội vụ luôn bám sát định hướng, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, bảo đảm đồng bộ thống nhất, tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với 499 đại biểu Quốc hội và hơn 266.000 đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu. Thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ ngành địa phương, tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức, cấp huyện giảm 451 phòng. Đến năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 12% so với năm 2015. Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ trung ương đến địa phương, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng thực chất. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được chú trọng, tăng cường.